Wow. Chay ăn gì chay? Dạ. Chay ăn gì chay, nói cô chú nghe chay ăn gì á? Chay ăn gì? Chay lưỡi chay hả? Mà chay đang ăn gì á? Ice cream hả? Nói chay, nói chay ăn kem. Chay cắn. Chay ăn kem đúng rồi, chay cắn. Chay ăn kem ngon không? Ai mua chay? Ai mua? Chay. Ba mua. Đúng rồi. Mà ai kêu ba chở con đi, phải mẹ kêu ba chở con đi mua kem con ăn không? Dạ. Chụt mẹ cảm ơn nha. Chánh chiêu. Ngon quá. Chay cho cô chú ăn miếng. Đúng cô chú à. Đúng rồi. Đúng rồi. Có cho ba Quy với Bình Sình ăn không? Cho luôn hả? Nè kêu nè xin ăn nè xin, kêu đi xin ơi. Nói đi xin ơi. Trắng chiêu. Có cho ngoại ăn không? Dạ. Ngon quá. Có cho ba Bảo ăn không? Có cho mẹ Ngân ăn không? Ai giúp mình ăn. Cho ai? Cho ai ăn? Bậy à? Làm tầm bậy không mà. Tự nhiên cái để dính vô mặt như vậy. Bậy bà bơi. Mẹ cảm ơn chay nha. Chỗ nhiều quá vậy. Cho cô chú miếng, cho cô chú miếng. Có cho ông nội ăn không? Cho nội ăn. Cho nội ăn hả? Hiêu gó cho nội ăn đó. Ờ cho nội ăn. Ông nội tên gì ta? Nội tên gì? Công. Công đúng rồi. Bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên gì? Con gì á? Con gì đâu? Kêu ông nội là có nghĩa là ông ngoại á, tại vì nó bắt chước qua lại với Vinh Sinh, nó kêu bà ông nội á, chứ thật sự đó là ông ngoại. Mà bà ngoại tên gì? Ngoại tên ông. Đúng, ông ngoại tên Công đúng rồi, nhưng mà bà ngoại tên gì? Chùa mũi nó kìa, chùa ngay mũi nó kìa. Ngoại tên gì? Bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên Bãi. Con nói đi, bà ngoại Bãi. Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Chay, mẹ tên gì chay? Mẹ tên chay chay. Ok. Ok. Trời ơi, dính tay con hả? Mẹ tên Bali. Phải không? Mẹ tên Vincent. Hả? Kêu à bằng. Bao quy bồng, bao quy đồ bồng hả? Mà con cắn Bali chỗ nào đâu con nhớ không? Con cắn Bali chỗ nào? Cắn Bali vậy hả? Rồi Bali cắn con đâu? Cắn. Bali cắn chay đó hả? Rồi chay cắn Bali đâu? Chay cắn Bali đâu? Mà trợn dễ sợ. Đó. Cố tình đó, chùi đàng hoàng, đúng rồi. Rồi, sạch rồi. Mẹ tên gì? Nói cô chú nghe lẹ lên. Chay không biết tên mẹ nó, mẹ kêu ba chở đi mua kem đó. Mẹ tên gì? Cô chú không có biết tên mẹ, con giới thiệu cho cô chú tên mẹ đi. Mẹ tên gì? Mẹ cho. Cho mẹ hả? Cảm ơn chay. Cảm ơn chay. Ba gọi mẹ nè. Yes baby. It's okay. Yeah, I'll take that. Yeah. No tomato nha. Okay. Okay. Bye. Đó. Chay nói cô chú nghe chay tên gì? Hả? Béo thầy. Cái gì? Chay tên gì? Nói cô chú nghe chay tên gì? Ham ăn quá, người vậy ham ăn quá. Ăn không à? Cái miệng. Con lau miệng cho mẹ hả? Thank you. Mà chay tên gì á? Chay tên gì? Ngon quá.
Ôi trời ơi, kỹ lưỡng vậy chưa chua miệng. Trời ơi sạch ơi, giỏi quá. Con tên gì? Biết rồi, có đồ ăn chồng á. Con tên gì? Con này nói không trả lời luôn ta ơi. Con tên gì? Chay tên là heo. Chay tên là hạt tiêu đánh đá. Đúng không? Đúng. Đúng rồi, chay tên là baby. Baby. Baby ơi baby. Bà cố kêu con là baby baby phải không? Baby. Hồi đó chay nói chữ đó dễ thương lắm. Baby. Hồi đó con còn một cái câu nữa nè. À, cái gì đó, bà hai, mỗi lần mà con đưa cái camera kế bên đó, cái đó làm gì nè. Đừng có làm mất focus, nó không có thấy sáng. Rồi chùi miệng. Dừ dái. Ráng nghe chay ơi, nói tiếng Việt đi chay ơi. Chứ mà con cứ im mà con nói tiếng Anh miết là mệt đó nghe chay nha. Ngon quá hả? Đúng rồi. Con đang ăn cái gì á? Cái đó là cái gì á? Ăn kem. Ăn kem. Đúng rồi. Rồi kem ngon không con? Nửa kem. Kem gì? Cái con. Bỏ vô đây. Đồ gì ạ? Con chùi á hả? Chùi. Mà nãy con đi chơi với ba có vui không? Dạ. Dạ vui mẹ. Trời ơi đã quá. Nói chuyện đi chay, con nói chuyện đi chay. Vừa ăn gì nói chuyện tâm sự đời tư cho cô chú nghe đi. Thôi xạo quá, hửi rồi có thật. Kem mà hửi. Thơm không? Thơm không? Con nói dạ thơm, chứ không có gật đầu con dạ thơm. Phải nói cái miệng lia lịa vậy chứ, để cho nó nghe. Không, con ngồi ăn kem không hết 7 phút mấy hả? 10 phút của cô chú rồi đó. Cô chú dành ra 10 phút để coi con ăn kem mấy cây. Mà ăn không chứ không nói không năng gì. Cái mỏ của mẹ nói không à. Cắn. Ngon quá. Đi chơi sao cắn. Cái gì con cho mẹ cắn đã, giờ mẹ cắn đã con hỏi tại sao cắn. Có lý dễ sợ ha. Người duyên dáng vô cùng luôn á. Ai người ta đâu có xin ăn đâu, tự nhiên tự cho ta xong có chữ người ta. Chữ một cách sắp bật luôn mà chữ mà người nằm ta bất cỡ luôn á. Cái đó phải cắn, đúng rồi. Phải cắn. Ừ, phải cắn. Cho cô chú cắn miếng. Đúng rồi, giỏi. Thảo ăn lắm á nha cô chú nha, chay rất rất là thảo ăn á nha. Ai thịt bò. Hả? Ai thịt bò. Con ăn ice cream xong á là cỡ chừng nửa tiếng đồng hồ sau mẹ cho con húp một cái chén canh nha chưa. Rồi giỏi. Chén canh cải, mẹ nấu canh cải rồi. Hồi sáng là lại chay húp nguyên một chén rồi cô chú. Tối nay phải húp nguyên chén nữa. Bây giờ phải cho chay ăn, tập cho chay ăn canh nhiều vô, canh của Việt Nam rồi này kia vậy đó. Rồi cái mai mẹ đi chợ mẹ mua giống như canh mùng tơi đồ, rồi canh bí ngồi, rồi canh bầu, canh đồ về mẹ nấu cho húp, cho biết được cái mùi này mùi kia. Chứ ăn cái kiểu Mỹ ni riết là cuối cùng không biết ăn đồ Việt Nam luôn đó. Phải tập từ từ chứ không ấy là mệt đó nghe. Gần chút nữa là mẹ làm sinh tố cho con uống nha. Chay chứ được cái ăn trái cây nhiều lắm cô chú nha. Đọc đọc. Thích nhất là ăn chuối với lại apple và táo. Hết rồi hả con? Đó. Trời ơi, hồi tối hôm qua hả, ăn hết trái táo luôn á. Chuối thì ăn được nửa trái, trời chú trái chuối bên này bự lắm. Trái nghe con. Ừ, con nè, con. Chút nữa là phải uống sinh tố vô nghe chưa? Ơ trời. Cái gì á? Con ghê ghê hả? Ghê quá. Nhìn thẳng. Thẳng. Hả? Cười ghê. Nhìn mẹ nè. Chơi. Thẳng. Chơi con ghê.
Kem chứ gì? Kem nó màu gì á? Kem màu white. Màu white, đúng rồi. White là màu trắng. Đúng rồi. Ô trời. Một. Yummy không? 1, 2, 3. Kem này nhiêu tiền cây á con? Hả? Ba đi xe à? Ờ, ba đi xe, ba trả tiền á hả? Đúng rồi. Chứ con không biết nhiêu tiền cây hả? Con có tiền để trả không? Không. Trả lời thẳng thắn luôn, trả lời không có một chút mà mắc cỡ luôn. Không. Đúng rồi, mình không có tiền thì mình nói mình không có tiền chứ sao mà mình phải sống như vậy, nghe không? Có tiền mình nói mình có tiền, không có mình nói không có, chứ mình không được giả dối. Mình không có được sĩ diện, hiểu không? Sĩ diện đó là sĩ diện ảo. Biết không? Mình không có bạc xu là mình nói không có, không hề có tiền, không có hề có đồng bạc mua đó. Sống vậy đó, chốc sống vậy cho khỏe chứ, biết không? Ừ. Hết rồi. Hết rồi, đúng rồi. Nửa. Đây nè, trong này nè. Mẹ. À, giờ ăn french fries. Trời. Giờ ăn french fries phải không? Chùa miệng đi. À, để camera cho nó tự diễn luôn đi, chứ còn giờ nói thêm vô rồi. French fries hả? À, mẹ cảm ơn. Ngon quá. Bé em bé. À em bé, à phải phải em bé là em là ý là nó cái nó nhỏ đó. À con ru em bé ngủ hả? Rồi bà diễn dễ sợ không? Có một cái cây, có một cái cây khoai tây chiên nhỏ xíu mà bà giả cây khoai tây chiên làm em bé. À bây giờ tới ba nữa. Mẹ. À nè, mẹ với ba nè, đó, hai cây bự là mẹ với ba. Trời ơi, cây nhỏ là em bé. Còn ru em bé ngủ nữa. Chịu đời nổi. Sức tưởng tượng gì mà phong phú dữ không biết. Giờ con ăn mẹ với ba luôn hả? Trời ơi, nó ăn mẹ với ba vô bụng luôn kìa. Bé. Em bé đâu? Em bé té rồi. Ôi trời. Oh wow. Em bé. Ừ, em bé chấm em bé ăn với kèm hả? À, con cắm xuống con hát Happy Birthday You You. Rồi bây giờ con hát đi. Ba ngã rồi, ba bị ngã. Happy Birthday to me. Không muốn khác. Cái gì muốn khác? Hát đi, hát hết bản đi. Muốn khác nào? Màu pink. À, màu pink rồi, cắm xuống rồi hát đi. Nằm đang cày đó. Cắm lại lên. Happy birthday to me. Happy birthday Susu. Happy birthday Susu. Happy birthday Susu. Trời ơi. Trời ơi. Happy birthday to me xong rồi happy birthday sister đó chứ. No, that's my sister. Happy birthday to me. No, that's my sister. No, I just do my sister. No, she's my sister. JD, who's my sister? Lau miệng, okay. JD, who's my sister? My Jay sister. No, who's my sister? My sister. No, that's my sister. No, this one underway. Oh, trời ơi, ba chơi. Không nhận thì cái trí tưởng tượng nó phong phú vậy. JD, I love you. Happy mommy. No, I love you more. No, I love you more. Con nói sao? Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday sister. Mốt lớn lên nào đồng diễn. Hai ba miếng cháo bẹ chá. Đúng rồi. Nhô, ai dập vú mùa. Cô chú nói hai mẹ con này ghê quá. Ai?
Đúng rồi. Nhô nhô nhô. Chạy đi, I love you. Ngon không? Chạy đi. Chị. Con nói tiếng Việt đi chơi ơi. Quang ơi, cho cô chú một cây đi, nãy giờ chưa mời cô chú ăn phải chiên. Cho cô chú. Mời cô chú nữa. Mời cô chú nữa. Đúng rồi. Một cây thôi, đúng rồi. Con nói mời cô chú. Con nói đi, mời cô chú. Ông bà. Mời cô chú, ông bà. Cái gì? Nung. Mời cô chú ông bà. Nói chay cái con chay này mà sao nó không chịu nói vậy ra. Nước không? Nước không? I love it when you call me sick. Rồi thấy chưa? Uống nước vô. Không nước hả? Kem. Hả? Kem. Kem chi? Kem. Ừ.